dung đi. Bây giờ nó quan dại quá. Ăn bậy bạ không? Có ăn gì đâu mà bậy, có ai cho ăn mới gì. Mới bỏ nó, người ta chứ mới bỏ nó 2 bữa hả? Mới nghe kêu qua chứ ngay thôi mà. Chứ mấy bữa trước tao nghe kêu. Mới qua nay 2000. Thank you.